Steven cũng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái chương trình này. Về bên khía cạnh của Steven đó thì bên Steven là Business Developer, là chuyên về bên tư vấn, suy nghĩ với đường hướng nhiều hơn, chiến lược nhiều hơn. Có ba cái phần mà Steven muốn chia sẻ cái sự mới trong cái ngành của mình. Thường thường mình đi trong một industry, một cái business á, thì nó liên quan tới một cái industry. Thì cái industry đó nó liên quan tới những cái data mà mình cần phải biết. Cái data mình cần phải biết đây là trong cái đợt dịch thì người ta không có collect được cái data nhiều. Theo cái sự mình nhìn thấy đó, thì mình thấy là cái ngành nail và revenue ngành nail vẫn đi lên. Và đặc biệt là sau khi mà gọi là reopen á, cái income của họ lên rất là nhanh. Bởi vì là lúc đó là lúc xài tiền. Từ đó bắt đầu nó đi lên. Theo cái data đó thì mình thấy là cái tùy chiều hướng phát triển nó vẫn đi lên chứ không phải là đi xuống. Chúng ta không có bị hoang mang trong vấn đề là ngành nail đang đi xuống, ngành nail đang đi lên. Nó giúp cho mình có một cái sự an tâm như vậy. Cho nên 2024 thì mình cũng biết là nếu mà suy nghĩ đầu tư về ngành nail thì đó là cũng là cái cơ hội để mình đầu tư tiếp tục phát triển. Cái thứ hai mà Steven thấy đó là technology. Trước dịch thì khi mà Steven đi ra gặp khách hoặc là nói chuyện với khách hàng này kia đó, POS hay là hệ thống quản lý và hệ thống hóa đó, nó vẫn còn gọi là chưa là phải là option, là must. Nó chỉ là ok, muốn thì làm mà không cũng không sao. Nhưng mà bây giờ là technology nó thích part of the business và áp dụng một cái hệ thống thông minh, hệ thống tốt vào một cái doanh nghiệp. Nó giúp cho cái doanh nghiệp phát triển rất là tốt, tạo ra một cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt đây là hệ thống giúp mình quản lý tốt hơn, giúp mình điều hành tốt hơn. Cho nên 2024, nếu mà mình chưa có hệ thống thì mình nên đi tìm một cái hệ thống để mà áp dụng cho cái doanh nghiệp của mình. Cái thứ ba mà về bên cái developer đó, thì Steven thấy bây giờ là ngành nail giống như Yến nói vậy đó, những cái tiệm mà nhỏ hay là gia đình thì cái mô hình đó là đang một cái giai đoạn nó khựng lại. Mình nhìn tới có thể 24, 25 và trở đi đó, thì mình thấy là nó liên quan tới cái franchise thì ít nhưng mà incorporation là nhiều. Incorporation đây có nghĩa là Steven nói là đây có nghĩa là họ partner với nhau, họ mở ra một cái công ty và cái công ty đó mở ra những cái tiệm nail, một cái chuỗi tiệm nail, không phải là franchise giống như lúc trước nữa. Cái đó là một cái mà mình nhìn thấy ở đây. Có thể trong tương lai mình không biết, nhưng mà Steven đoán thì trong tương lai đó corporation của ngành nail ra và nó phát triển theo cái dạng đó. Thì qua câu trả lời của chị Yến và anh Steven đó, thì Jay nhận ra một điểm rất là common, nó rất là giống nhau, là mình đều thấy được đó là hiện tại bây giờ những tiệm nail mọc ra đó, build lên đó, là nó phải lớn và nó hoành tráng hơn. Thì như vậy thì nó phải quay trở lại cái vấn đề đó là liệu những cái tiệm mà nhỏ bây giờ hay là những cái người mà không có vốn mà họ looking for để họ build một cái tiệm nhỏ thì có đáng lo ngại hay là không?